Chào mừng mọi người đã quay trở lại với TNT Podcast, một series mà Minh Triệu nghĩ là nơi đây Triệu sẽ có dịp để ngồi lại tâm tình, chia sẻ và mời đến đây những người bạn, những người anh hoặc những người em để mà họ có thể cùng nhau chia sẻ những cái câu chuyện cùng với Triệu, lan tỏa những cái thông điệp nó tích cực hơn. Tại vì mình có thể thấy là sau một vài cái số mà phát sóng rồi á, thì cũng trộm vía là mọi người cũng rất là yêu thương và đón nhận podcast của Minh Triệu. Cho nên đây sẽ là một cái động lực rất là lớn để Triệu có thể thực sự nghiêm túc hơn. Và mình dành thật ngày càng nhiều tâm huyết hơn cho series podcast của mình. Hôm nay thì mời đến đây sẽ là một gương mặt mà khi mà Triệu lướt comment trên mạng á, thì hầu như những cái comment mà Triệu nhận được nhiều nhất của người này đó là xinh và tài năng. Không biết là mọi người có đoán ra được ai chưa? Một người cũng rất là gần với Triệu thôi. Giới thiệu với mọi người, Lucy Nguyễn. Xin chào mọi người. Lần đầu tiên Lucy đến với podcast của chị. Không biết là trước đó Lucy có tham gia một cái podcast nào chưa? Chắc là đây là lần đầu tiên em tham gia một cái buổi podcast. Ồ, vậy thì quá hay. Chị hy vọng là đây nó sẽ là một cái trải nghiệm mới đối với Lucy, nhưng mà nó lại là một cái trải nghiệm đáng nhớ. Tại vì đối với bản thân chị á, khi chị bắt đầu làm cái series này á, dạ, mình muốn làm một cái series để chia sẻ đến mọi người. Nhưng thật ra khi mà mình quá trình mình làm podcast rồi á, thì tự nhiên chị cảm thấy là mặc dù khán giả không có đang ở đây, nhưng cái việc mình đang làm á, tự nhiên mình cũng cảm thấy mình được chia sẻ rất là nhiều. Dạ. Chứ không phải là mọi người sẽ nhận được từ mình, mà bản thân mình cũng là người đang được nhận rất nhiều. Dạ. Cái năng lượng chữa lành như thế. Hôm nay thực sự là Lucy cũng là một mẹ bỉm tân binh đúng không? Mới gia nhập làng mẹ bỉm thôi. Dạ. Nhưng mà chị thấy là trước tiên là phải có một lời khen. Thực sự là cái comment của khán giả đối với em bây giờ nó vẫn đúng. Vẫn luôn xinh đẹp. Cái tâm trạng của em khi mà đến với cái buổi podcast này như thế nào? Em cảm giác là cảm thấy được có một cái gì đó em muốn ngồi xuống chia sẻ với chị là chính. Còn em không nghĩ đây là một cái buổi podcast hay như thế nào. Cứ mỗi lần mà gặp chị Triệu sẽ cho em một cái năng lượng nó gọi là rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm, rất là thấu hiểu. Và em đã cảm thấy là mình cần phải dũng cảm để ngồi ở đây. Cũng chia sẻ với lại chị, với lại là mọi người luôn. Là cũng có một vài chương trình có mời em sau khi em Sanami xong. Nhưng mà vì em cũng hơi ngại vì hiện tại sức khỏe cũng như là cái sự nhảy bén trong cái câu văn, câu từ, rồi mọi thứ mình chưa có phục hồi như cũ. Thì khi mà em sợ em lỡ lời một cái gì đó ra thì nó sẽ gây một cái sức ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh, chứ không phải chỉ là danh tiếng của mình hay gì hết. Nhưng mà em cảm thấy là mình muốn ngồi ở đây để được chia sẻ, để được thấu hiểu, để được tâm tình. Và đâu đó giống như hồi nãy chị nói là cũng là những vị khán giả đã quan tâm tới mình và có thể chia sẻ với mình thông qua cái chương trình podcast bằng những cái comment, không chỉ là nói về mình xinh đẹp mà Lucy ơi, mình thấy Lucy thế này, mình thấy Lucy thế kia, Lucy không cần phải lo lắng, không phải gì hết. Thì cái đó là em nghĩ là em sẽ có thể nhận được từ chị và từ khán giả của chương trình. Chị nghĩ là thật sự là em hoàn toàn có thể an tâm về việc đấy. Tại vì trước tiên là chị rất tin tưởng ở em. Dạ. Chị tin là Lucy mà chị biết là có thể làm được nhiều thứ hơn như thế này lắm. Cho nên là để mà ngồi xuống nói chuyện, có một cái buổi chia sẻ với khán giả rõ hơn về những cái tâm tư tình cảm của em, hoặc là những cái trải nghiệm của em á, thì chị nghĩ nó chỉ cần có một cái sự chân thành, nó là đủ rồi. Cho nên là cái đó cũng là một trong những điều mà chị nghĩ tất cả khán giả đang theo dõi TNT Podcast họ cũng sẽ mong đợi để nhận được từ bản thân chị cũng như khách mời đồng hành với chị. Và bây giờ trước tiên đi, thì thứ nhất là tâm trạng của em có hồi hộp hay là mình có như thế nào không? Hay là mình chỉ cảm thấy là háo hức? Hay là mình cảm thấy vui? Trời ơi, hồi hộp chứ. Tại lâu quá rồi em mới ngồi trước nhiều cái máy quay như vậy. Tại vì thật ra Lucy mà chị biết nha là một boss đúng không? Dạ. Luôn luôn họp trước kiểu là bao nhiêu mấy chục nhân viên, thét ra lửa kiểu như vậy. Thì không có gì gây áp lực được cho em cả.
Thì điều gì làm cho em cảm thấy là mình cũng có một xíu hồi hộp khi mà em đến với podcast? Thật sự là em muốn chia sẻ là trước đây em mỗi lần mà lên máy quay là em rất đơ. Em rất là ngại ống kính. Tại vì bản thân mình có càng nhiều nhân viên hay là mình có một chút xíu cái thành tựu thì mình cứ sợ là mình sẽ làm sai. Thì mình làm sai nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Nên là em rất là ngại máy quay hoặc là xuất hiện trước ống kính. Nhưng mà vì cái công việc hiện tại, vì cái suy nghĩ là em có những cái điều, những cái kiến thức và những cái trải nghiệm của mình có thể chia sẻ cho mọi người xung quanh, thì em đã dần dần thay đổi để mình có thể dạn dĩ và có thể dám đứng trước ống kính để chia sẻ những cái gì đó thật lòng và những cái trải nghiệm thật của mình. Thì khi mà đã thật rồi, có sai hay đúng thì khán giả, mọi người có lắng nghe, mọi người cũng sẽ thông cảm với mình. Còn trước đó là em là một người rất là nhát luôn á. Em nhát ống kính cực kỳ luôn, mà cái này là chị có thể hỏi Lan Ngọc luôn. Tại vì lần nào mà em lên ống kính xong nó cũng nhại em hết chị. Nó kêu là trời ơi Lucy, Lan Lucy nói như thế này nè chị ơi gì đó. Nên là em muốn để một cái ví dụ cho mọi người hiểu là em rất là sợ. Tới bây giờ cứ mỗi lần xuất hiện ống kính nó vẫn có một cái nỗi sợ nho nhỏ. Nhưng mà em đứng trước mấy chục người nhân viên thì em không có sợ gì hết. Vậy thì Lan Ngọc ơi, chị hy vọng là em sẽ xem podcast phần này để em chứng kiến được là chị Lucy của em đã thật sự vượt qua nỗi sợ như thế nào nha. Hôm nay là chị em mình phải quyết tâm để chứng minh cho Lan Ngọc thấy nhá. Để mà Lan Ngọc không thể nhại em được nữa. Đúng rồi. Nhưng mà Lan Ngọc nói là dạo này là em không có livestream của chị nữa. Tại vì chị đã hết vui rồi. Tại vì chị đã không còn đơ như trước. Bây giờ chị đã tự nhiên hơn rồi. Vậy là cái công việc đấy nó cũng giúp cho em được cải thiện hơn đúng không? Dạ, cải thiện hơn. Em cảm thấy bản thân mình được kiểu giống như là có những cái khó mình tưởng như là mình không làm được. Nhưng khi mình làm được rồi, dù mình không xuất sắc bằng những người xung quanh, nhưng mà mình cũng cảm thấy là tôi có thể làm được. Chứ không phải là không làm được và né nó luôn. Cái câu chuyện đó của em làm cho chị tự nhiên chị nhớ tới một cái câu nói mà dạo gần đây chị cảm thấy là chị khá là ấn tượng. Bình thường khi mà chị lướt TikTok hay là chị đọc Facebook, nhiều khi cái thông tin nó trôi qua với chị nhanh lắm. Dạ. Nó không đọc lại, nhưng mà chị không hiểu tại sao cái câu nói đó tới bây giờ chị vẫn nhớ. Đó là phép màu nằm trong những việc mà bạn đang tránh né. Ôi câu này hay nha. Thì tự dưng chị lướt qua cái đoạn đấy xong cái chị lướt qua luôn. Chị nghe xong chị lướt qua luôn. Nhưng sau đó tua lại. Dạ. Ồ, tự nhiên mình càng suy nghĩ mình thấy cái câu này nó đúng và nó rất là hay. Và nó đúng với cái trường hợp của em luôn. Và em có một cái câu mà em đọc xong em cũng rất là tâm đắc. Đó chính là nếu như mà bạn quá nhiều sự sợ hãi thì nó sẽ không có chỗ cho những ước mơ. Đúng. Đấy. Thì bản thân em thì như chị biết rồi, xuất phát điểm của em cũng không phải là một tài năng gì đó quá là có sẵn nhiều. Mà nó đến từ những cái sự rèn luyện, từ những cái sự cố gắng, từ những cái động lực. Và mình có từ năm 18 tuổi tới bây giờ là 34 tuổi thì đâu đó khoảng mười mấy năm. Trời, em làm phép tính dở trời. Em cảm thấy là mười mấy năm đó là những cái năm mà em rất là cố gắng và tài năng, hoặc là những cái gì mà mọi người thấy hiện tại của em nó là một cái sự cố gắng trong vòng mười mấy năm đó đối với em đó là cái sự tài năng của người thấy, chứ em sẽ không có sẵn quá nhiều thứ. Em khởi nghiệp từ năm em bao nhiêu tuổi? Em khởi nghiệp là năm 18-19 tuổi thì em học, nhưng mà giữa chừng thì em bỏ. Em không có theo đuổi tiếp nữa, tại vì em cảm thấy bản thân em khi mà em vô trong cái môi trường học hành em không có tiến bộ, nên là em đã ra đời và em làm việc và lập nghiệp luôn. Là đâu đó em nhớ là khoảng tầm năm 19-20 tuổi là em đã bắt đầu theo đuổi cái công việc nhiếp ảnh rồi. Coi như là mình khởi nghiệp với công việc đầu tiên là việc nhiếp ảnh đúng không? Dạ. Và chị nghĩ là ngày xưa mà nếu như mà mình đi học nhiếp ảnh, đa số mọi người sẽ phải tự học, tự mày mò là chính đúng không? Dạ, chính là em luôn. Chị thấy là như vậy. Nó hầu như nó cái bối cảnh chung lúc đó hình như nó là như vậy. Cho nên là có những người mà xuất phát điểm cái khởi nghiệp của họ trong cái giai đoạn đó, chị thấy hầu hết rất nhiều người họ giỏi.
Vì thật sự là nếu mà không đủ đam mê hoặc là mình không đủ sự cố gắng là mình đã bỏ cuộc rồi. Còn với những người mà họ đam mê, họ cố gắng và họ cộng thêm, họ thật sự họ giỏi, họ tài năng thì chắc chắn họ sẽ thành công. Và em là ví dụ điển hình. Thật ra là chị biết Lucy mãi sau này chị mới biết. Cái tính của chị thì thật sự là chị cũng không quan tâm quá nhiều chuyện của người khác ấy. Cho nên em có thể thấy cho nên thật sự là trước khi chơi với em là chị không hề biết Lucy Nguyễn là ai. Nhưng sau khi chơi với em rồi, chị mới nghe Duyên kể là không, chị Lucy là như thế này, chị Lucy là như thế kia, kiểu là nó có một cái sự ngưỡng mộ trong đấy. Có một sự tôn trọng và một cái sự ngưỡng mộ vì có thể Duyên biết em trước chị. Cho nên là Duyên cũng chứng kiến được cái quá trình nó dài hơn của em và biết được là cái người đó họ cũng sẽ phải vượt qua những cái điều gì để mà họ có được ngày hôm nay. Thì em chia sẻ sơ đi. Thực ra là chưa bao giờ chị em mình nói với nhau quá nhiều về cái câu chuyện khởi nghiệp của em hay là em sau đó em làm qua những công việc gì, đúng không? Để mà có ngày hôm nay. Nói về câu chuyện khởi nghiệp của em chắc nó dài lắm. Nó hơi dài. Nhưng mà có thể tóm gọn bằng hai từ, đó chính là từ nỗ lực. Nỗ lực. Em cũng như em đã chia sẻ, em cảm thấy bản thân em không phải là một người quá có nhiều tài năng. Khi mà em nhớ lại cái thời khởi nghiệp của em là bằng cái công việc là nhiếp ảnh, thì cái thời điểm đó là như chị biết là mười mấy năm về trước không có một bạn gọi là nữ nhiếp ảnh nào hết. Có nhưng mà điếm ở Sài Gòn mình chỉ trên đầu ngón tay thôi. Trước khi mà em đến với nhiếp ảnh, em còn bị trong cái dòng luẩn quẩn của mình là mình thích cái gì, mình làm cái gì và mình đam mê cái gì. Trong có một cái câu nói trong em, nó chính là bây giờ mình học 12 năm rồi, bây giờ mình đã lên đại học rồi, nhưng mà những cái năm tháng học hành đó của mình thật sự không có gì xuất sắc hết. Và nó rất là chán, tại vì em học không giỏi nên em thấy rất là chán. Thì mình phải đặt cái mục tiêu là mình phải làm được cái gì đó trong cái cuộc sống này mới được. Chứ còn không như vậy thì sao, nó có cái gì nó cứ thiếu trong lòng mình hoài. Thì em lên Sài Gòn, mà cái thời của em chắc là cũng là thời của chị, Sài Gòn cũng chưa được gọi là an ninh hay là mọi thứ nó phồn hoa hoặc là mọi thứ nó hiện đại như bây giờ, mà nó an toàn như bây giờ. Đó, thì em bước lên Sài Gòn với một cái tư tưởng là cũng không biết mình lên đây để làm gì luôn. Chỉ là nghĩ là mình phải tìm một cái ước mơ. Là lúc đó là em đã kiểu là mình có mang máng là mình thích một cái gì đó, hay là mình chưa nghĩ luôn là nhiếp ảnh nó sẽ là một trong những cái sự lựa chọn không? Em chưa biết nhiếp ảnh luôn. Em chỉ là một cô gái rồi, là một tờ giấy trắng, không có một cái gì giỏi cả, cũng không biết mình thích gì, cũng không biết mình muốn gì. Nghĩa là giống như là mình đi lên Sài Gòn để giống như mình tìm một cái cơ hội, đúng không? Dạ đúng rồi, tìm một cơ hội và mình tìm một cái gì đó để mình khác mình hiện tại. Tại cái hiện tại của mình lúc đó nó thật sự không phải là những gì mình mong muốn. Mình tìm đến một cái con người mà mình muốn trở thành. Mình bước lên Sài Gòn và có một cái cơ duyên là mình cũng làm mẫu ảnh. Thật ra làm mẫu cho các anh photo chụp, tại vì các anh quen biết gì của em á, xong mà cũng chơi trong hội chứ không phải tại mình quá đẹp hay gì đâu chị. Không, chị nghĩ là thời đấy mà được làm mẫu ảnh là cũng là một cái gì này nọ rồi đấy mà. Nói chung là mình cũng có nét đó. Cũng có nét nhẹ đó. Cũng là có một xíu nét nhẹ đó. Đó là một cái cơ duyên, các em được đứng trước ống kính, các em được tạo dáng, em được chụp hình các kiểu. Nhưng mà cái em qua một khoảng thời gian thì em được tiếp xúc với máy ảnh và em cảm thấy là không, mình thích cầm cái máy ảnh hơn, mình thích tạo ra một cái gì đó xinh đẹp, mình muốn tạo ra một cái thứ gì đó và đây có vẻ như là cái mình đang cần đây. Và em bám víu hoài tới khi mà em thuộc về cái em hiện tại. Nó là một và cái chị nghĩ là cái nhiếp ảnh nó là cái mà giống như cái cột mốc để nó bắt đầu nó đưa mình đến những cái sự lựa chọn tiếp theo, đúng không? Mình có cơ hội mình tiếp xúc với thời trang nhiều hơn. Rồi mình mở mang cái mối quan hệ này, mở mang cái sự lựa chọn của mình. Để bây giờ mình có một KOL. Lucy Nguyễn ngồi đây. Đó, thì chị khi mà em chia sẻ thì chị cũng bắt đầu chị mường tượng rõ hơn về cái hành trình của em rồi. Cái câu chuyện của em kể nó hay ở một chỗ là bản thân em, chị cảm giác là nó cũng bin qua rất là nhiều nghề. Mình được trải nghiệm qua rất là nhiều nghề. Và mình cũng may mắn để mình bắt đầu mình tìm ra được cái đam mê và cái tài năng của mình. Mà em cũng chưa may mắn lắm đâu chị.
phải không? Cái này là em cũng ít kể và hầu như là em chưa kể ở một nơi đâu hết. Chỉ là những người thân em biết thôi. Chắc là em sẽ xin chia sẻ trong ngày hôm nay luôn. Để cho một cái dịp này nó rất là đặc biệt. Đây em cho chị coi, đây là một cái máy ảnh. Đúng không? Và chị thấy có một cái sẹo ở đây không? Cái này chị đã thấy từ trước đó rồi. Dạ. Nhưng mà chị không hỏi. Dạ. Tại vì nói chung là nó sẽ có nhiều thứ nó sẽ xảy ra đúng thời điểm. Thì chị nghĩ maybe bây giờ là thời điểm đúng đúng không? Dạ. Thì cái đoạn mà em rất là hào hứng với cái việc em đã tìm thấy đam mê. Khi mà em chụp ảnh, em cũng thấy được có một chút cái sự gọi là năng khiếu ở trong đó. Khi mà em có thể tự học Photoshop, em có thể tự làm hình ảnh đẹp, em chỉ cần nhìn thôi là em có thể làm ra một bức ảnh giống như vậy. Em không cần ai chỉ em về nước màu hay gì hết, em cũng tự làm được. Có nghĩa là em đã tìm thấy được một cái con người nào đó ẩn sâu trong mình. Bây giờ mình đã khơi ra được rồi. Nhưng mà cái đoạn mà em đang cao trào như vậy, em mua được một cái máy chụp hình, em còn nhớ mà, em sẽ phải bỏ cái một cái tiền tiết kiệm của vài giờ xin tiền của mẹ rất là khó để mà mua một cái sở hữu một cái máy chụp hình. Cái thời đó phải mười mấy 20 triệu, nó rất là mắc. Đấy, xong rồi cái đoạn mà em đang rất là háo hức như vậy thì trên đường em đi về nhà thì em gặp một cái tai nạn. Em bị cướp xe. Và đây là một cái vết chém. Giờ em nghĩ tới vẫn còn thấy sợ. Là lúc đó là em đi một mình hả? Em đi một mình, em từ Sài Gòn em chạy về nhà. Em còn nhớ hôm đó là em chạy về tận đâu? Em chạy về Bình Dương. Thì em đứt hết tất cả gân tay. Đứt hết luôn, cái là hả? Em cảm thấy lúc đó nó như là sụp đổ. Tại vì cái bàn tay này của mình là để chụp hình. Xong rồi để mình có thể sáng tạo chẳng hạn, thì mình đang được lên đây cái mình rớt hẳn xuống. Và em nghĩ là trời ơi, sao lúc đó con người lại có thể ác với nhau như vậy. Em lúc đó cực kỳ là ngây thơ luôn, em là con người là siêu ngây thơ luôn. Nó là một cái trải nghiệm đầu đời của em. Khi mà năm 18 tuổi em bước ra ngoài xã hội, em bước ra khỏi vòng tay của ba mẹ. Và những cái trải nghiệm cho cuộc sống của em là như thế. Vậy thì lúc mà cái tai nạn đó nó xảy ra với em á, thì có người nào đến giúp em không? Chồng mà chị biết, nó chỉ cách nhà em khoảng tầm 20 mét. Ôi vậy là rất gần nhà rồi. Rất gần nhà luôn, nên là hả, nó cực kỳ sợ hãi. Mà nó có những cái cảm xúc trong mình đó, nó khó diễn tả lắm. Nhưng mà chị xong cái như là kiểu là mình đã gần về đến nhà rồi mà mình vẫn bị cái accident như thế hả? Dạ gần nhà. Em còn nhớ là cái khúc nhà em lúc đó nó tối lắm. Nhưng mà cái đó thì chắc chắn là không phải là một người nào đó gần nhà em làm, mà ở đâu đó, chứ còn xung quanh đó thì cũng vắng vẻ, mà có bao nhiêu hộ gia đình mình sẽ biết hết. Xong rồi cái em, nhưng mà em cũng còn gọi là thông thái. Em không dám đứng dậy để giành lại một cái gì hết, giành xe hay gì hết. Em nằm luôn chị. Em nằm luôn như vậy. Cái xong nó đi xong em mới đứng dậy em la em chạy về nhà. Không, thật ra là với lứa tuổi 18, 19 tuổi của em mà như thế, nghĩa là chị thấy là em rất là lý trí đấy. Dạ. Tại vì thật ra là chị vẫn nhớ là năm mà 18, 19 tuổi á, nếu như mà trong trường hợp mình bị giật một cái điện thoại thôi, thì cái phản xạ của mình thôi, chứ không phải là vì mình muốn giật lại đâu. Mà cái phản xạ đầu tiên của một người khi mà mình đi ngoài đường chẳng hạn thì mình giật cái phone. Dạ. Thì mình sẽ phản xạ là mình giật lại cái đó. Đúng rồi. Đúng không? Nó là giống như là phản xạ không điều kiện. Thì chị là như thế. Dạ. Nhưng mà nếu như mà em 18, 19 tuổi mà trong lúc mà cảm giác là một cái người mà họ có thể thật sự họ chém một nhát ở tay mình như thế mà mình vẫn suy nghĩ được thì chị nghĩ cái yếu tố mà lý trí chắc nó cũng tạo nên một con người Lucy thành công của ngày hôm nay. Dạ, em nghĩ là đâu đó từ cái những cái lúc đó nó cũng đã bắt đầu mình hiểu được hơn về con người mình á. Trời ơi, nguy hiểm lắm chị ơi. Lúc mà em mở cái laptop, mà hồi xưa em xài cái laptop mà rất là dày nhá, xong còn bị gãy ở trong đó mà. Là đâm thêm một nhát nữa chị. Cái là đâm thêm một nhát nữa. Nhưng mà em nằm xuống, đâm vô cái laptop. Tại vì lúc đó là em cũng không biết là tay em bị đứt gân. Tại em chỉ mới như là chém mới em, và mình không cảm thấy đau gì hết, nhưng mà chỉ thấy sợ thôi và mình nằm im. Mình nằm im ngay chỗ đó và lấy xe đi mất tiêu. Lấy ra đi mất tiêu. Xong máy ảnh nằm chung cấp xe luôn. Trời đất ơi. Vậy thì cuối cùng là tự nhiên mình tích góp đi để mình mua được cái máy ảnh. Dạ. Coi như là bắt đầu
để khởi nghiệp đi. Mất thì bây giờ mất rồi. Sản, mất luôn mấy cộng gân để mình chụp hình, là hai cái đó nó dìm hẳn em xuống luôn. Thế thì mất bao lâu hoặc là động lực nào để mà em bắt đầu quay trở lại và mình cảm thấy là giống như là nhiều khi cái cảm giác của mình á, mình cảm giác ồ mình đi cái đường đó nó đang rất là phù hợp. Mọi thứ mình đang vui quá, dạ, mình đúng, đang rất là enjoy với nó đúng không? Nhưng tự nhiên nó có những cái khó khăn nó ập đến. Mình sẽ bắt đầu mình tự hỏi lại là ủa vậy liệu là cái đường mình đang đi nó có đúng không? Hay nhiều đúng khi rồi. Là mình nghĩ mà kiểu tâm linh hơn xíu đi. Ừ. Là cái số của mình nó có hợp làm việc này không? Kiểu như vậy. Em có từng suy nghĩ như vậy trong cái giai đoạn đó? Có, em lúc đó là giống như là một cú sốc đầu đời luôn mà. Em sau khi mà bị đứt năm cục gân thì mình mất đâu đó phải 2-3 tháng để mà mình phục hồi, mà trong cái khoảng thời gian 2-3 tháng đó của em nó mệt mỏi lắm. Nó bị tuột mút, em không muốn làm gì nữa hết, em cũng không muốn theo đuổi tiếp, em cũng không muốn, tại vì bây giờ theo đuổi tiếp vậy thì máy đâu mà chụp, gân đâu mà ngồi chỉnh ảnh. nó khó. Cái khúc này không có muốn cười. Nhưng mà nhưng cuộc đời em nó vừa buồn, nó buồn nhưng mà lại buồn cười như vậy. Thôi đầu em cứ suy nghĩ những cái kiểu điều như vậy. Nên là sau đó em đã không theo đuổi tiếp nữa. Em không theo đuổi tiếp cái công việc nhiếp ảnh đó nữa. Vậy thì em chuyển qua làm gì? Em chuyển qua thì làm một cái ngành nghề khác. Em thì đi làm như bình thường thôi. Là đi làm Nhân viên cho công ty của dì em. Một nhân viên sale. Vậy là nghĩa là cái công việc nhiếp ảnh là em cũng có một cái khoảng thời gian em nghỉ hả? Em nghỉ đó. Vậy điều gì làm cho em quay trở lại? Thì em cảm thấy khi mà em đi làm thì em không thuộc về nơi đó, em không thuộc về công việc đó và em không tìm thấy được một Lucy mà một người con gái mà em cảm thấy em là em. Mất bao lâu để em nhận ra chuyện đấy? Chắc là em nghĩ đâu đó khoảng tầm cũng 6 tháng. 6 tháng. Lúc đó thì mẹ em cũng mua cho em chiếc xe mới lại. Rồi em cũng đi làm. Cái em đi làm một thời gian, em thấy là ui, bất ổn. Not me. Chết rồi, một con người trong em nó vực dậy. Cái em bán cái xe mẹ em mua, em mua lại mấy anh. Trời ơi, chơi lớn quá vậy. Là mẹ đầu tư cho cái xe để đi làm. Đúng. Xong bây giờ quyết định là bán cái xe đi. Để mà mình đầu tư vốn khởi nghiệp. Mà chị biết là cái đoạn đó là mẹ em rất là mệt mỏi vì em. Kiểu là đó có phải giai đoạn là nổi loạn của em không? Trong mắt bố mẹ em đúng không? Em nghĩ là như vậy á. Em nghĩ là chắc là cái thời điểm nổi loạn của em. Chị hiểu cảm giác phụ huynh á. Mà đã có một đứa con gái rồi, đã theo một cái nghề mà không biết có ra tiền hay không. Tại cái thời đó là nhiếp ảnh là không dành cho nữ giới. Rồi bị tai nạn như vậy. Tại vì quá nguy hiểm. Đi tới đi lui vậy quá nguy hiểm. Tại vì nhiếp ảnh gì đó thì mới bị gì đó. Xong rồi mua cho cái xe mới. Xong rồi bán cái xe lại theo nhiếp ảnh. Là có nghĩa là phụ huynh rất là lo lắng và không biết kiểu cái là con này nó đang làm cái gì. Trời, ủa con này là phải bây giờ phải tới cái gì nữa nó mới chịu dừng lại. Đó. kiểu như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị nghĩ là trong cái khoảnh khắc mà khi mà mình còn trẻ, mình trẻ như vậy thì sẽ có nhiều quyết định mà bố mẹ không hiểu lắm. Không hiểu đâu chị. Họ sẽ không hiểu được, nhưng mà chắc là cái động lực để cho mình vẫn tiếp tục mình làm. Đương nhiên chị nghĩ là một cái người con vốn dĩ sẽ không bao giờ muốn làm cho bố mẹ mình buồn cả. Dạ không muốn. Đúng không? Mình dạ. không bao giờ muốn. Nhưng nó phải có một cái động lực, một cái niềm tin nào đó mà để cho mình phải bắt buộc mình phải tiếp tục mình làm. Dạ. Và ok, có thể là bây giờ bố mẹ cảm thấy nó đang hơi sai sai đó. Dạ. Nhưng mà sau này cho mình thời gian đi rồi mình chứng minh là cái khúc sai này nè nó sẽ thành đúng. Dạ. Thì bao lâu bố mẹ em mới thấy được là cái quyết định đó của em là đúng? Chắc là cũng rất là lâu. Không phải, để em nhớ lại tại vì cũng lâu quá. Cái này chị là em mới đẻ xong cái, chị cái này là khán giả sẽ thông cảm vì cái này là sâu sinh nó hơi vậy á. Đúng rồi, thấy là cứ mọi cái thông tin nó cứ hơi trùng lắp vào nhau. Để em nhớ lại nha, cái đoạn đó là chắc đâu đó là em khi em bán xe em mua máy lại, mà máy em lúc đó thì hình như là em bán xe em không phải mua máy lại, mà em bán xe xong em ra mở luôn cái tiệm áo cưới. Trời ơi, ủa là cái xe em bán được bao nhiêu? Cái xe em bán, trời, cái tiệm áo cưới, để em kể cho chị cái quá trình lập nghiệp của em nó
nó từ không đồng mà nó thể làm nên tất cả. Có nghĩa là em đợt đó là em mua lại máy đúng không? Cái em chụp hình một thời gian, em hùng bạn em làm một cái áo cưới ở dưới Biên Hòa, tại vì đó là gần nhà em. Cái xong em làm cái đó với mọi người nhưng mà lại không thành công. Đó, lại thêm một cái nữa không thành công, cái là em bỏ lên Sài Gòn em làm lại. À, khi đó em cũng đã có kinh nghiệm, một cái số kinh nghiệm nhất định rồi. Cái em nghĩ là mình có thể làm được. Cái là em bán cái máy đó đi. Em bán cái máy đó đi, em trong túi em lúc đó nó chỉ có khoảng tầm đâu đó 10 triệu thôi. 10 triệu đến 20 triệu gì em không nhớ rõ. Rồi cái em thuê một cái ở dưới lầu của một người dì của em ở trên Sài Gòn. Là em thuê ở dưới, nó nằm trong một con hẻm. Là em thuê ở dưới xong em trang trí lại. Áo cưới khi mà em đi chụp á, thì em áo cưới thì em mượn của bạn em. Cũng lúc đó là kiểu mọi người chụp ảnh mọi người sẽ chơi với nhau. Còn máy ảnh á, là em đi mượn của chú em. Tại chú em có một bộ máy ảnh rất là xịn, gần 100 triệu. Đó nên là em đã hình dung câu chuyện là mình phải làm một cái gì đó, mình phải lắp qua lắp lại, mình phải thiệt là linh hoạt. Gọi là mình phải tận dụng triệt để những mối quan hệ này. Đúng, phải có một cái bài toán nào cho mình hiện đại mới được. Bắt đầu em nhảy số, từ cái sự khó khăn đó em nhảy số, tại em không dám xin tiền mẹ em nữa rồi. Tại vì mình đang là một cái hình ảnh quá xấu, không có đủ cái uy tín để xin thêm nữa. Nên là nhờ cái khó mà ló cái khôn là có thật. Em thuê cái chỗ đó thì một tháng nó chỉ có vài triệu thôi, tại vì cũng người nhà support. Cái em học về cái việc là tư vấn khách hàng như thế nào, và em có những vị khách hàng đầu tiên mà họ rất là thích hình ảnh của em. Em cứ cuốn chiếu em ra những cái gọi là những cái chiến lược kinh doanh đầu tiên trong cuộc đời, có nghĩa là cuốn chiếu mình sẽ gom hết, mình giảm giá, mình gom hết lại, xong mình bắt mọi người đặt cọc. Chữ combo đó. Combo đó, xong rồi bắt đặt cọc. Lúc đó em nhớ có khoảng tầm một tháng em chụp được cái đoạn đó, em mới mở ra em cũng làm được khoảng tầm, tại vì trước đó em có chụp rồi, có hình ảnh rồi, cũng nhiều người biết tới, có giới thiệu rồi. Cái là em lấy một cái cục đó là 5-6 cô dâu gì đó, hay là 10 cô dâu em không nhớ rõ. Xong rồi em bắt mọi người đặt cọc một nửa cho em, hay là 70% em năn nỉ gì đó không nhớ nữa. Bắt nhưng mà em đã có một cái cục. Hay là em cuốn chiếu em dùng cái cục đó để dành cho tháng sau. Em bắt đầu em mua váy cưới. Cái rồi cứ nói tiếp đến một cái thời điểm mà một tháng của em full show. Em không nghỉ một ngày nào hết. Em nhớ là cái thời điểm đó một bộ ảnh em chụp có thể là phải 10 triệu. Đó, 10 triệu mà một tháng em full hết show. Ngày xưa mà như vậy là nhiều rồi chứ. Nhiều nên là em mới khởi nghiệp được, em mới mở được. Sau đó em mới mở được khoảng tầm 3 cái tiệm áo cưới. Sau đó mới bắt nhịp qua thời gian. Nói chung là mình chỉ cần là tin vào cái niềm tin của mình, tin vào những cái suy nghĩ của mình. Và mình luôn để bản thân mình là không có gì là không thể. Và nói chung là khi mà mình đã bị dìm xuống cái gọi là đáy rồi thì chỉ có đi lên thôi, chứ không thể đi xuống được nữa. Đó là góc nhìn của một người lạc quan. Và chị nghĩ là cái điều đó nó cần thiết. Tại vì thật sự nó là như vậy. Mình cũng từng thấy có nhiều câu chuyện xung quanh mình nó là như thế đúng không? Dạ. Giống như kiểu mình buồn quá rồi cũng sẽ tới lúc mình vui. Dạ đúng. Thất bại quá rồi cũng sẽ có lúc mình đỡ thất bại hơn xíu, rồi từ từ đi tới thành công. Dạ, đó dạ. Kiểu như vậy. Nhưng mà chị thấy cái câu chuyện của em á, nó khá thú vị là như chị nói, được trải nghiệm qua rất là nhiều nghề. Còn như chị á, thực ra là chị từ xưa đến nay là chị chỉ có một nghề duy nhất. Giống như kiểu là nghề chọn mình rồi xong là chọn luôn đó. Chọn luôn chứ mình cũng không có kiểu, mình cũng không hẳn là mình đi đâu cả. Tự dưng mình nhìn xung quanh xong, giống như chị nhìn em hay chị nhìn cuốn này, chị nhìn mọi người được trải nghiệm với rất là nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà bản thân chị thì thật sự là mình không có trải nghiệm quá nhiều. Giống như mình đi học, mình lên Sài Gòn để mình đi học. Xong tự nhiên vô tình cái trở thành người mẫu. Vô tình tự nhiên trở thành người mẫu. Đúng là nghề chọn người luôn. Xong tự nhiên cũng từ cái công việc người mẫu đó mình mới được gọi là thử nghiệm hơn, nhiều vai trò hơn, nhưng nó cũng liên quan tới nghệ thuật. Chẳng hạn như mình cũng diễn viên nè. Mình không là ca sĩ nhưng mà ít nhất là mình cũng tham gia show, những cái show của người đẹp hát chẳng hạn. Kiểu như vậy, tức là mình cũng trải nghiệm được đứng trên sân khấu ca hát như thế nào. Rồi khi mình có nhiều kinh nghiệm hơn thì mình lại bắt đầu là mình ngồi ở một cái vị trí là mình truyền đạt lại kinh nghiệm cho các bạn. Kiểu hơi giống giáo viên vậy đó em ạ. Hơi giống cô giáo vậy đó. Thì tự nhiên mình thấy
so với những cái bạn bè chị em xung quanh á, thì bản thân chị luôn cảm thấy là bản thân mình hơi ít trải nghiệm. Trời, ít trải nghiệm mà sao lại sâu sắc như thế nhỉ? Chị hơi nhiều ít trải cái nghiệm. Đó lại là một cái tài năng không ta? Nhưng mà chị nghĩ là nó sẽ có nhiều cách để mà bản thân mình có cho mình được những cái tích lũy về kinh nghiệm trong cuộc sống á. Như chị, cuộc sống của chị, mình chỉ có một như thế rồi đúng không? Công việc của tôi là công việc làm người mẫu. Nhưng mà chị lại là người rất là chăm quan sát. Chị rất thích quan sát mọi người. Giống như khi chị biết em, chị chơi với em rồi đi, chị sẽ hay quan sát. Lucy sẽ như thế này, Lucy sẽ như kia. Tức là từ cuộc đời của mình chỉ có một câu chuyện thôi. Nhưng mà nếu như mà mình chịu cởi mở hơn và mình chịu quan sát nhiều hơn, mình ngồi mình có thể chiêm nghiệm được rất là nhiều cuộc đời, mảnh đời khác nhau, và mình sẽ rút ra được nhiều bài học khác nhau, và những cái đó nó sẽ gom lại nó thành trải nghiệm cho chính mình. Chứ đôi khi mình không nhất thiết mình phải sống trong cuộc đời đó để mình có trải nghiệm đó. Thì đó là cái cách mà để chị cảm thấy là lúc trước nó cũng là một cái sự tự ti chứ bộ. Mình cũng thấy là sao tự nhiên mình thấy là người này người kia họ có nhiều trải nghiệm quá ta. Người ta làm rất là nhiều công việc, hoặc là chẳng hạn người ta có nhiều post khác nhau đi, hoặc người ta làm nhiều công ty khác nhau đi. Thì người ta sẽ có cho mình những cái trải nghiệm để người ta thấy là trong mỗi cái môi trường khác nhau, mỗi cái tính cách dạng người khác nhau thì mình sẽ ứng xử như thế nào chẳng hạn. Mình cứ loay hoay mãi công việc này, thực ra công việc của chị, hầu như chị làm chủ công việc của chị. Chứ thực cũng không hẳn là mình sẽ làm cho một cái công ty nào hay như thế nào cả. Thì mình đôi khi mình nghĩ mình thấy là mình hơi thiếu sót cái đó. Nhưng mà từ từ mình cũng không thể chấp nhận là mình cứ mãi thiếu sót. Thì mình phải có một cái cách mới là bây giờ mình sẽ phải quan sát nhiều hơn. Thì vậy mà em cũng không nghĩ tới chuyện đó luôn. Tại em cũng không nghĩ đó là cũng có thể khiến cho bản thân mình tự ti. Có chứ. Chị nghĩ là nó sẽ có xảy ra với một số người, hoặc là với một số dạng người giống như chị. Tại vì vậy là em biết rồi, có nghĩa là bản thân chị là một người rất là thích trải nghiệm cuộc sống. Nhưng mà vì mình cũng chưa có cơ hội va chạm nhiều nên là mình cũng cảm thấy hơi thiếu sót và chưa đã với bản thân mình. Thì giống như thường chị gặp một cái người nào đó đi, thường mình sẽ không đánh giá quá nhiều qua bề ngoài của họ là như vậy. Tại vì đối với chị, cái trải nghiệm hoặc là cái tư duy của họ về cuộc sống nó là cái quan trọng hơn. Cho nên vì đó là cái tiêu chuẩn mình đánh giá một người. Thì bản thân mình khi mình cảm thấy mình chưa đủ cái tiêu chuẩn đó, hoặc mình chưa nằm được ở một cái mức trung bình hoặc trung bình khá đi, mình sẽ cảm thấy tự ti chứ. Vì nó như là một cái đích đến của mình, một cái mục tiêu phấn đấu của mình. Cho nên chính vì vậy mà khi mình cảm thấy mình thiếu là mình phải bằng mọi cách mình bổ sung vô, và mình phải mở rộng cái mối quan hệ của mình để mình, chẳng hạn như bây giờ nếu chị là model rồi đúng không? Chị lại tiếp tục chị chơi vòng vòng xung quanh chị người mẫu không? Thì mình lại không hiểu gì về những cái lĩnh vực khác, hoặc những nghề nghiệp khác, những trải nghiệm khác. Xong cuối cùng chị lại chơi với những người họ đi làm văn phòng, hoặc những người làm kinh doanh nè. Đó, thì từ từ mình hiểu hơn qua những câu chuyện bình thường, chia sẻ mình hiểu hơn và mình học được là với những cái công việc đó, họ sẽ trang bị cho họ những cái kỹ năng gì. Mình cũng học được những cái kỹ năng đó của họ. Nhưng mà em có một câu hỏi. Vậy thì đôi khi chị thấy là chị có hơi khó tính với bản thân mình hay không? Chị có chứ. chị khó với bản thân chị nhất. Và chị khó với những người rất thân với chị thứ nhì. Còn những người mà không đủ thân lắm, kiểu là mối quan hệ cộng tác hay là xã giao thôi, thì đó là lúc mà chị dễ nhất. Tức là mình chỉ dựa trên cái chiêu chí công việc như thế nào thì chị làm thôi, chứ mình sẽ không. Vậy thì em lại có thêm một cái câu hỏi nữa. Trời, quá nhiều câu hỏi vậy ta. Em nghe nói là tách show này sẽ được hỏi qua hỏi lại. Đây là tại vì em cũng chưa có thật sự là có một cái buổi nào mà ngồi trò chuyện hai chị em mình. Lúc nào cũng sẽ đi với Duyên hoặc là với bạn bè. Thì nên thôi em tranh thủ xíu. Em thắc mắc là nếu như mình khó tính với bản thân mình nhiều như vậy thì đôi khi mình có làm mình bớt hạnh phúc hay không? Thật ra lúc trước á nha, chị cảm thấy là chị bị dễ với chị quá. Đó là lý do sau này chị trở nên chị khó hơn. Mình bắt đầu mình qua cái giai đoạn mình dễ với bản thân rồi á. Ví dụ đi, mình nghĩ là ăn cái đĩa salad nó tốt cho sức khỏe nè, nó giữ dáng tốt nè. Nhưng
vì tôi đang thèm gà rán nên tôi sẽ ăn gà rán. Tức là lúc trước chị là như vậy. Tức là mình thấy là mình chỉ enjoy cái khúc đó thôi. Chứ thật ra là sau đó nó không để lại một cái gì cả. Mình chỉ dễ với bản thân mình khúc đó và mình vui đúng cái khoảnh khắc đó thôi. Nhưng sau đó thì nó không giúp được gì cho bản thân mình. Và mình cũng có những cái lúc mà mình phải nhìn lại là bản thân mình như thế nào và những người xung quanh mình như thế nào. Thì giống như chị nói đó, cũng sẽ có những khi mà chị thấy ủa mình hơi tự ti, ủa sao mình lại không có những trải nghiệm đó. Mình lại không hiểu về những cái điều đó. Và chính vì cái đó, và nó cộng với một cái mà chị nghĩ là bản thân chị cũng có, đó là cái sự cầu tiến. Thì em thấy đó là một điểm mạnh nha. Mình không hài lòng trong cái vùng đó nữa, trong cái mức đó nữa, và mình bắt buộc mình phải để bản thân mình bây giờ phải khó lên đi. Ok, bây giờ không có thích ăn salad đúng không? Ăn ngán thiệt. Nhưng mà bây giờ nếu tôi ăn salad nè thì tôi mặc cái váy ôm như thế này, tôi sẽ cảm thấy là tôi rất là thoải mái, tôi không cần phải hóp bụng hay như thế nào hết. Tức là mình sẽ phải nhìn cái kết quả nó mang lại xa hơn để mà mình cố gắng cái lúc đó. Thì chị nghĩ cái hạnh phúc á, nó sẽ đến vào lúc sau. Em hiểu rồi. Có nghĩa là mình sẽ phải đưa ra sự lựa chọn. Cái này mình nghĩ là hạnh phúc nhưng chưa chắc là hạnh phúc. Nó chỉ là trước mắt thôi. Dạ. Còn nếu như mà mình nhìn cái đích đến của mình nó xa hơn và cái hạnh phúc của mình nó gọi là nó ổn định và nó bền vững hơn thì chị sẽ nhìn vào cái đấy. Chị nghĩ là trong công việc thì em cũng rất là khó tính. Dạ. Chắc là em dễ nhất là chơi với bạn bè thôi. Dạ đúng rồi. Em với bạn bè là em dễ nhất luôn. Tại vì em cảm giác mình không có quyền gì để khó với người ta. Còn nhân viên là được cái một cái rực gì nè, nó ràng buộc bởi cái vấn đề về lợi ích, sự khó tính mình phải mang đến một cái giá trị cho nhân viên của mình, cho những người làm việc chung với mình, là trao giá trị qua lại, thì bắt buộc mình phải khó tính và mình được một cái số quyền nhất định. Còn với bạn bè thì không có cái gì ràng buộc hay là không có bắt buộc gì hết. Bình đẳng. Chuẩn nha. Nên là em thấy là mình không được quyền đó. Nhưng mà mình sẽ được quyền thể hiện rõ con người của mình và cần cái sự tôn trọng đó đối với bạn bè. Và bạn bè của mình hiểu mình thoải mái chứ không có dễ tính. Thì là ai chơi lâu thì sẽ hiểu. Thì em nghĩ đâu đó là mình nên như vậy, chứ còn khó tính hoài luôn chắc không ai chơi. Không ai chơi. Nghỉ chơi hết luôn. Thì đúng, rõ ràng chị thấy. Ôi nhưng mà lúc trước chị thấy là chị cũng có những cái mình khó, mình bị vô lý. Tại vì lúc đó mình cứ nghĩ là ở cái tiêu chuẩn của mình là như vậy, mình sẽ phải giữ như vậy. Nhưng mà sau khi mình bắt đầu mình có trải nghiệm nhiều hơn, kiểu mình có tuổi hơn rồi đó. Xong mình cũng bắt đầu mình đặt mình vào vị trí của người khác nhiều hơn để mình cân nhắc. Thì chị nghĩ cái đó là cái mà để, như em nói, mình bắt đầu mình có thể cân bằng được. Nghĩa là cái suy nghĩ của mình là như thế này, tiêu chuẩn của mình là như thế này, nhưng mình sẽ đặt vào cái vị trí của người kia để mình suy nghĩ lại một lần nữa. Thì nó sẽ tìm ra được một cái mức chung. Thì sau này chị bắt đầu chị học được cái việc đấy thì mình cũng thấy là bắt buộc bản thân mình là một cái người không dễ. Thì mình vẫn phải có một cái gì đó để mà đảm bảo được là công việc của mình nó được hiệu quả. Dạ đúng. Chứ mình không thể nào vì sợ mang tiếng khó mà mình lại kiểu ôi thôi sao cũng được, thì nó lại không phải là mình nữa. Đúng rồi, nó không phải là mình. Đúng. Mà nó sống không phải là mình, nó lạ lắm chị. Lúc ơi, lúc đó bản thân mình sẽ là người dằn vặt nhất đây mà. Không có thấy sự hạnh phúc gì nha. Như chị nhá, ngày xưa chị đi diễn nhiều. Thì bản thân chị cũng chia sẻ thật sự là không có ai đi diễn mà chị không tin có ai đi diễn lại chưa từng gặp bất cứ một accident nào. Chị nghĩ là những cái việc đó nó sẽ làm cho mình có thêm được nhiều cái kinh nghiệm hơn về cái ứng biến, xử lý mọi thứ trên sân khấu. Và nó mới tổng hợp lại thành một cái năng lực toàn diện. Cho nên bản thân chị cũng vậy, không ngoại lệ. Chị cũng từng gặp accident rất nhiều. Nhưng mà cái tính của mình là mình bị hay suy nghĩ. Tức là một ngày mà mình đi diễn, nếu như thật sự mình diễn tốt, mọi thứ nó trôi chảy, thì mình về ăn ngon, ngủ ngon. Kiểu rất là thoải mái, nhưng chỉ cần nha, chỉ có một cái vấn đề gì đó em trên sân thôi. Cảm giác này trời ơi, là giống như là đêm về ngủ, em tin không, là chị ngủ là chị tỉnh dậy giữa đêm luôn. Tức là nghĩa là về physical, nghĩa là về physical nghĩa là mình đã mệt, mình buồn ngủ, nhưng mà trong cái đầu của mình nó không nghỉ. Tức là nó vẫn mãi suy nghĩ về cái vấn đề đó. Cho nên là mình ngủ không có ngon.
đang ngủ nửa đêm thì giật mình 2-3 giờ sáng dậy là chuyện bình thường. Vậy luôn là, vậy là em nghĩ là cái cấp độ khó tính của chị hơn em nhiều nha. À không nha, chị không nghĩ như vậy. Có thể là mình sẽ ngang ngang nhau, hoặc là nó sẽ biểu lộ những khía cạnh khác nhau thôi em ạ. Nhưng mà em đang hình dung câu chuyện là trời, hai cái đứa mà khó tính với bản thân mình ngồi chung với một cái podcast như vậy thì không biết là người nghe có bị ngợp không. Nhưng mà theo em nghĩ thì cái sự khó tính nó mang lại được gì cho mình? Đương nhiên là mình biết là nó có áp lực, nó có những cái sự cũng sẽ hơi không thoải mái với những cộng sự với mình rồi đó. Nhưng mà nó sẽ mang lại điều gì? Em nghĩ là nó sẽ mang tới một cái kết quả. Nó sẽ cho mình một cái kết quả. Dù không biết là nó sẽ tốt đến mức độ nào, nhưng ít nhất là mình cũng hài lòng với những cái sự nỗ lực của mình đã bỏ ra. Thì đâu đó em nghĩ là cái sự khó tính nó hiểu theo cái gì đó nó lạc quan hơn, nó tích cực hơn. Đó chính là nguyên tắc. Cuộc sống mà không có nguyên tắc thì giống như là mình đi, lúc mà mình đi đường này, lúc mình đi đường kia, quá nhiều ngã rẽ, quá nhiều cái sự quanh co thì nó làm cho mình không đi thẳng đến được cái ước mơ của mình. Nguyên tắc nó là gì? Với em, khó tính tích cực nó là nguyên tắc, thì là sẽ giúp cho mình đi một đường rất là thẳng và rất là nhanh đến với cái mục tiêu mình đã đặt ra, đến với cái ước mơ của mình để mình muốn vươn tới cái điều đó. Chứ còn nếu như mà mình cứ hái hoa bắt bướm thì còn xa lắm mới tới. Vậy nguyên tắc của em là gì? Nguyên tắc của em thì nhiều. Nhiều lắm ạ. Vậy chắc là mình hẹn podcast sau em nhở? Dạ em cũng nghĩ là chắc phải hẹn podcast sau cho em nói chắc hồi nữa. Thôi nhưng mà bây giờ mình đã lỡ nói tới đây rồi, mình không thể nào không nói được. Bây giờ em phải nói cho chị ok, 3 nguyên tắc căn bản trong công việc đi. Nhiều đúng không? Thì bây giờ mình liệt kê 3 nguyên tắc căn bản đi. 3 nguyên tắc căn bản trong công việc hả ta? Em nghĩ nguyên tắc đầu tiên trong em là khi mà đã xác định mục tiêu là em sẽ kiên định theo đuổi tới cùng. Nguyên tắc đầu tiên là kiên định. Kiên định nó sẽ gọi là hơi cứng đầu ấy. Nếu mà kiểu không tích cực nó là cứng đầu, nhưng mà nếu mà nó tích cực thì nó là kiên định. Em sẽ kiên định với tất cả những cái sự lựa chọn của mình. Theo nguyên tắc thứ hai của em nữa là em sẽ luôn để bản thân của mình làm việc coi như là hết khả năng của mình trong một cái vấn đề nào đó. Ví dụ như nhân viên em mà nói không được thì em sẽ là người luôn nói được với tất cả. Đến khi nào mà thật sự nó không được luôn á, nó không được luôn em mới chấp nhận. Còn thì, không thì, là thì em quay ra em bắt tay xin lỗi nhân viên. Em vẫn xin lỗi bình thường. Nhưng chị thấy đó cũng là một cái hay. Tại vì bản thân mình là chủ đúng không? Mình phải là cái người push cho nhân viên họ làm được những cái mà ngày một tốt hơn. Ngày một cao hơn cái khả năng mà họ nghĩ là họ chỉ làm tới đó. Dạ đúng rồi. Em cùng làm với nhân viên mà. Bạn, nếu như bạn nói là cái này không được, em sẽ không phải là phản bác lại những cái gì bạn em nói. Sẽ chứng minh. Em sẽ chứng minh, em sẽ tìm cách và em sẽ đồng hành để cho mọi người có cùng một cái hướng đi. Và đây làm được cũng không phải là cái gì quá khó. Người khác làm được thì mình sẽ làm được. Chỉ là mình chưa tìm được đúng cách thôi. Và cái cách nó sẽ nằm ở đâu đó xung quanh của mình, nếu như mình chấp nhận là mình sẽ làm được. Và cái nguyên tắc thứ ba, chờ nguyên tắc thứ ba của em là em luôn giữ giới hạn. Em sẽ cố gắng giữ giới hạn cho tất cả mọi thứ xung quanh. Có nghĩa là ví dụ như một cái người khác giới như thế này, hoặc là bạn bè thì sẽ như thế này, thì em sẽ cố gắng làm sao để giữ cái giới hạn nó tốt nhất để cho mọi người cảm thấy là mình không vượt qua giới hạn của mình. Có nghĩa là mình sẽ cố gắng cân bằng. Có nghĩa là đôi khi nó cũng sẽ không được như vậy, nhưng trong đầu của em luôn đặt ra là làm sao để mình, cái quyền mình ở đâu và cái giới hạn của mình nằm ở đâu. Mình hiểu rõ cái điều đó. Thì nó, em cảm thấy những cái điều đó nó giúp cho cái cuộc sống của em khá là ok cho thời điểm hiện tại. Chị nghĩ là cái điều thứ ba nó giải thích rất là rõ lý do tại sao xung quanh em có nhiều mối quan hệ. Ủa vậy hả chị? Tức là mình luôn, mình cũng luôn hiểu rất rõ là vai trò của mình trong cái mối quan hệ đó là cái gì. Dạ. Đúng không? Và mình tôn trọng cái mối quan hệ đó theo cái cách suy nghĩ của mình. Chẳng hạn như bạn bè thì nó sẽ khác, người yêu sẽ khác, công việc, nhân viên nó sẽ khác. Dạ. Đó. Bây giờ trong công ty của em đi, bây giờ em đang cộng tác với
chị đoán là nhân viên của em Gen Z cũng rất là nhiều đúng không? Dạ. Chồng em cũng là Gen Z. Không, này này mình không có xét mối quan hệ yêu đương nha. Dạ. Mình đang xét cho mối quan hệ là công việc. Dạ. Thì bây giờ chắc chắn là ở lứa tuổi chị em mình là cộng tác mà gọi là nhân viên mọi thứ là chắc chắn sẽ là các bạn Gen Z rất là nhiều. Dạ. Thì qua quá trình cộng tác như thế em thấy là về thế hệ của các bạn á, nó có khác với mình không? Ừ, em thấy rất là khác. Tại vì cái thời của em và thời của chị, em nghĩ là Internet nó chưa có được phổ biến. Và cả một cái màn hình máy, lúc đó thời em nhớ em còn cầm một cái computer nó rất là to như thế này, thì nó đã khác về cái môi trường rất là nhiều rồi. Và giống như là cả cái hồi nãy em có chia sẻ là Sài Gòn cũng chưa có phát triển như hiện tại, cũng có rất là nhiều cái không an toàn, xong rồi về mọi thứ. Và không nói về điều đó, riêng về môi trường thì có thể nói về cái thời điểm đó là mình còn có thể dễ dàng tiếp cận với thiên nhiên mọi thứ. Lúc đó nhà em không có nhiều gọi là nhà cửa phố xá đâu, còn quê lắm, còn nhìn còn thấy xa xa mới thấy được cái nhà đâu đó. Em thấy đâu đó là cái đó đã rất là khác biệt rồi. Cái cụ thể hơn, nếu như mà đi vào công việc đi, thì thường là cái cách họ làm việc có giống thế hệ của mình hay không, hay là về cái tư duy, về quan điểm của các bạn ấy thì như thế nào? Em cảm thấy là mỗi một thế hệ sẽ có một cái thế mạnh riêng. Thế hệ của em và những cái bạn 9X hoặc là 8X đời đầu thì nó là một cái gì đó, mọi mình đang sống trong một cái môi trường cũng như là một cái nền kinh tế nó chưa phát triển và chưa nhiều ngành nghề phát triển, nên là mình sẽ gọi là khó khăn ấy, nó hơi kinh tế hơi khó khăn hồi xưa ấy, thì mình sẽ có nhiều động lực và có những cái sự nỗ lực nhiều hơn, mình ước mơ nhiều hơn và mình dám vươn tới, mình phải làm được, còn không thì mình sẽ bị nhấn chìm kiểu vậy. Đó là cái tư tưởng của em hồi xưa, hồi mà thế hệ của em. Em không biết thế hệ của mình thì các bạn như thế nào, nhưng ở đây là cái suy nghĩ riêng của em đi. Còn riêng những cái bạn mà Gen Z bây giờ thì các bạn có rất là nhiều thứ trong tay, các bạn có rất là nhiều công cụ trong tay, có thể tiếp cận trực tiếp với những cái nền kinh tế hiện đại. Còn hồi xưa mình muốn tiếp cận rất là khó. Từ từ nha, tại vì cái não của em nó chưa về. Cái não của em chưa về. Nhưng mà em thấy có một cái điểm mạnh ở những cái bạn Gen Z, đó là các bạn cực kỳ là sáng tạo. Vì cái tính là cực kỳ là sáng tạo đó nên các bạn cũng dễ mau chán. Nên vì dễ cái mau chán đó, nếu mà cái môi trường nào làm việc mà khiến cho các bạn cảm thấy không phải là chính các bạn, không được sáng tạo, không được nhanh nhạy, thì các bạn sẽ dễ dàng rời bỏ khỏi cái môi trường đó. Thì ở đâu đó nó cũng có điểm mạnh và nó cũng có những cái điểm mà sẽ khác với thế hệ của mình. Một cái điều mà đúng là mình không thể phủ nhận được là các bạn trẻ bây giờ mà mình gọi là Gen Z á, các bạn quá giỏi. Quá giỏi, quá sáng tạo. Và chị thấy là trong tất cả các lĩnh vực luôn á, đều giỏi. Dạ. Nhưng mà bản thân chị thì chị cũng có kinh nghiệm và cũng có những trải nghiệm rất là đáng nhớ khi mà cộng tác với thế hệ Gen Z. Dạ. Lý do tại sao chị hỏi Lucy là tại vì mình cũng đều kinh doanh thời trang với nhau đúng không? Dạ. Và chắc chắn là trong rất là nhiều cái bộ phận thì cũng sẽ có bạn này bạn kia. Dạ. Mình cũng sẽ gặp vấn đề mà thực sự đau đầu và nhức nhối nhất luôn luôn là vấn đề nhân sự. Dạ đúng rồi. Và hầu hết nhân viên của mình luôn luôn là rơi vào cái tầm là Gen Z. Dạ. Thì chị thấy các bạn giỏi lắm, nhưng mà nó luôn bị một cái vấn đề là các bạn giống như em nói á, là tại vì bản thân các bạn đúng là các bạn có được xã hội bây giờ mọi thứ nó đủ đầy hơn. Dạ đúng rồi. Và cuộc sống mình ai cũng sẽ phấn đấu để có một cái cuộc sống ngày một tốt hơn. Nhưng mà để gọi là một cái cuộc sống nó quá khổ. Dạ. Thì cái điều đó nó cũng không còn nhiều nữa. Dạ đúng rồi. Cho nên là bản thân các bạn có thể là những cái cơ hội công việc hay mọi thứ nó đến với các bạn nó cũng mình cảm giác là nó chưa được trân quý đúng mức. Dạ dạ. Và nó cũng sẽ dẫn đến những cái hệ quả mà theo chị thấy và theo chị đã trải nghiệm, nó sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả công việc nè. Mình làm việc nhiều khi mình cũng sẽ chưa đủ trách nhiệm với công việc nè. Dạ. Và mình chưa đủ sự kiên trì. Đúng rồi. Cái đó cũng là một cái như chị em mình cũng chia sẻ, nó là những cái ghi nhận nó rất là mang tính cá nhân từ phía của mình thôi. Dạ. Nhưng ở đây
hai chủ doanh nghiệp đang ngồi là đều có cùng một ghi nhận nha. Dạ. Thì chị nghĩ nó cũng có thể là một cái gì đó để cho các bạn ấy có thể cân nhắc lại xem thử mình có rơi vào những trường hợp như thế không. Dạ. Tại vì chắc chắn bây giờ Gen Z, nếu như các bạn đi ra ngoài, các bạn đi làm cộng tác với một cái công ty nào hay chủ của các bạn, ít nhất phải từ thế hệ chị em mình trở lên. Ừ, dạ. Thường là như vậy đúng không? Dạ, thường là như vậy. Đó. Cho nên đây, chị nghĩ đây nó cũng sẽ là một cái góc nhìn mà để cho các bạn trẻ hơn họ hiểu được là mọi người ở ngoài đang nhìn vào thế hệ của các bạn như thế nào. Dạ. Thì ngoại trừ những yếu tố tài năng mình không thể phủ nhận, mình chỉ nghĩ giá như nó thêm một xíu sự kiên định, thêm một xíu trách nhiệm với công việc, thì nghĩa là nó sẽ tạo nên một cái thế hệ nó rất là xuất sắc. Dạ. Còn đương nhiên là chị nghĩ ở đâu nó cũng sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ hết. Dạ. Chứ mình không thể nào mình vơ lụa cả nắm được. Dạ. Em cũng tiếp xúc với thế hệ nhân viên là 9X cũng khá nhiều. Là em cũng sẽ có nhìn cái nhìn được khá là đa chiều về mình cả so sánh được đúng không? So sánh được thì em thấy cái khuyết điểm của các bạn 9X là các bạn lại quá an phận. Đúng. Các bạn lại quá an phận đi. Trời, các bạn lại quá an phận đi. Nhưng mà các bạn của các bạn Gen Z thế hệ bây giờ thì các bạn lại có quá nhiều ước mơ, quá nhiều cái muốn làm, nó quá là cao siêu, nhưng mà nó lại thiếu cái sự detail ở trong đó một tí xíu. Chị nghĩ là thiếu yếu tố thực tế một tí. Hơi thiếu yếu tố thực tế. Em nghĩ đâu đó thì có thể là do cái ảnh hưởng từ thế hệ. Nhưng mà đâu đó thì em nghĩ là khi mà các bạn đủ cái trải nghiệm, các bạn trưởng thành hơn, các bạn có cơ hội để tiếp thu được và cái góc nhìn đa chiều hơn, em nghĩ là các bạn sẽ rất là thành công luôn. Thì đâu đó chắc em nghĩ đó là cái bài học của các bạn, thì mỗi người cũng sẽ phải tự tìm ra bài học của mình để giải quyết cái vấn đề của mình. Chị nghĩ cái người mà thành công nhất luôn là những người mà giỏi dung hòa được nhiều yếu tố nhất. Nó luôn là như vậy. Cho nên ở thế hệ chị em mình cũng vậy. Nhiều khi mình hơi thiếu sự năng động đi. Mình không thể năng động bằng các bạn trẻ Gen Z được. Yeah. Nhưng bù lại mình sẽ có một số cái điểm mạnh khác ở thế hệ của bọn mình. Nhưng đổi ngược lại, thế hệ Gen Z các bạn hoàn toàn có sự sáng tạo, sự năng động. Nhưng mình sẽ thiếu sót ở một số mặt. Yeah. Thì người thành công sẽ luôn là những người mà họ có thể dung hòa được nhiều yếu tố nhất. Cho nên chung quy lại thì chị cũng thấy là đây là một cái câu chuyện về thế hệ thôi. Và mình giống như là những cái người chị đi trước và nhìn thấy những đứa em của mình đi sau nó như thế nào. Tại vì mình có dịp tiếp xúc qua công việc nè, hoặc là qua môi trường hoạt động nghệ thuật của chị chẳng hạn, thì chị cũng tiếp xúc rất là nhiều. Thấy các bạn quyết liệt lắm. Các bạn rất là quyết liệt và kiểu là đam mê mọi thứ có. Nhưng mà thêm một vấn đề nữa là cảm thấy là nội tâm của các bạn á, nó hay dễ bị xáo trộn lắm. Mà chị nghĩ là có thể là bị ảnh hưởng bởi xã hội bây giờ, mọi thứ nó đang quá nhanh. Đúng rồi, nó nhanh thật sự mà đang quá nhanh, em theo không kịp luôn ý. Cho nên là kiểu là bản thân các bạn còn trẻ thì mình sẽ rất dễ bị cuốn theo bởi cuộc sống ở ngoài kia, khi mọi thứ nó quá nhanh mình cũng nhanh. Kiểu như vậy. Cho nên khi có một cái biến cố gì hay mình có một cái vấn đề gì, mình rất là dễ bị đau mút. Đúng rồi. Mình không có một cái nội tâm nó đủ mạnh á, vững vàng ở bên trong. Cho nên là một cái vấn đề gì xảy ra với các bạn sẽ khó xử lý nó. Thì đối với chị đó là một cái biểu hiện của thế hệ. Mà mình không đổ lỗi với các bạn được, tại vì cuộc sống bây giờ nó nhanh quá. Nó nhanh. Mà nếu như chị em mình sinh ra thời này, nhiều khi nhanh hơn các bạn nữa. Chị không nghĩ biết vậy. Là chị em mình như thế nào luôn á. Cho nên là có khi còn hơn các bạn. Thấy thì thấy rất là thông cảm cho các bạn. Vì công việc của mình là chủ nè, hoặc nhiều khi là cô giáo nè, thì mình tiếp xúc mình thấy là dễ bị chao đảo và họ dễ bị tác động từ bên ngoài. Em nghĩ nha, ở đâu đó là các bạn đã có tất cả những cái gì các bạn đã cần phải có rồi, là sự sáng tạo này, công cụ này, và thông tin mọi thứ hiện tại các bạn có rất là nhiều thứ và đã đầy đủ. Thì chị em mình hay là em ta, em đi. em nghĩ là các bạn sẽ, nếu như các bạn tìm được một cái gọi là sự kiên định nữa, thì các bạn sẽ rất là wow luôn. Wow hơn thế hệ mình rất là nhiều, và có thể tuyệt vời hơn chị em mình rất là nhiều trong thời điểm hiện tại. Thì hy vọng rằng nếu như mà các bạn, có bạn nào mà Gen Z đang coi cái podcast này, thì cho Lucy cũng gửi lời đến là các bạn đã có mọi thứ rồi,
chỉ còn thiếu một tí xíu cái sự kiên trì, kiên định của thế hệ 9X thôi. Nếu như mà có thể bổ sung nhanh thì có thể là mình sẽ có thể chạm đến được cái ước mơ nó nhanh hơn hiện tại chẳng hạn. Đó là một cái lời khuyên cá nhân của Lucy dành cho mọi người. Nếu lỡ như cái lựa chọn mà em chọn để kiên định với nó đó, nếu cái lựa chọn đó nó không thực sự là một cái lựa chọn lý tưởng. Em nha, tại vì chị nghĩ là cái điều này sẽ cần cho các bạn. Tại vì ngồi đây các bạn sẽ nói ồ, chị Lucy đã thành công rồi, cho nên chị Lucy nó như vậy. Nhưng mà bây giờ lỡ như con đường các bạn đang đi nó phù hợp với các bạn hay không, nó đúng với các bạn hay không, các bạn nên cố gắng tới lúc nào thì dừng, lúc nào thì mình nên đổi hướng. À, chị thì em có một cái cách như này mà em áp dụng cho em, không biết là các bạn có thể thấy có cái gì hay với mọi người hay không. Với bản thân em nha, em cũng thật sự là sẽ không biết mình muốn cái gì, mình thích cái gì cho đến khi mà thời điểm mà mình tiếp xúc với nó, mình lăn xả với nó. Ở đây cái sự kiên định của em á, là em vô một công việc nào là em sẽ làm việc hết mình, em lăn xả hết mình, em hiểu hết mọi ngóc ngách và tới tận cùng luôn. Em cảm thấy hình như nó không phải là những cái gì mà mình đang mong muốn, thì em mới bỏ. Mà thường á, là một cái công việc á, em phải kiên trì ít nhất là 6 tháng. Em nhảy vô em 6 tháng em thấy em làm tới làm lui, tiếp lăn xả quá rồi cuối cùng cũng không được gì hết, thì mới đây là không phải mình phải chuyển qua một cái khác thôi. Thì em thấy đó là cái cách của em đã làm. Thế là em phải tiếp xúc, em phải thực sự sống trong cái môi trường đó, chứ không phải là ngồi đó tưởng tượng nha. Em không ngồi tưởng tượng là em sẽ vô đó, em sẽ chụp ảnh như thế nào, em sẽ được tiếp cận người này, em tiếp cận người kia, thì em sẽ rất là thích ha này kia. Em không có tưởng tượng, em chỉ hình dung câu chuyện là em cảm thấy là đây đúng là cái mình có vẻ hơi thích nè, là em nhào vô em làm luôn, em làm cho tới cùng. 6 tháng em cảm thấy đâu đó là khoảng 6 tháng thì mình mới nhận ra được là mình có thực sự thuộc về nơi đó hay không. Nếu như mà em đã làm hết rồi mà em vẫn không thấy được bản thân mình ở đó, hoặc là mình không thấy được mình được update lên một cái gì hết, thì bắt đầu em sẽ rời khỏi môi trường đó và chuyển qua một cái môi trường khác. Thì em sẽ kiên định đến khi nào mà em cảm thấy là không còn gì để mình tìm hiểu nữa. Còn ở thế hệ của các bạn Gen Z thì các bạn giờ các bạn nhảy hơn, các bạn vừa vô các bạn thấy không có gì hết, bạn đi ra luôn. Thì nó là câu chuyện khác nữa. Tại vì chị nghĩ là với các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn mà họ vẫn đang đi tìm chính mình á, họ vẫn đang chưa thực sự xác định được là họ là ai, hay họ thực sự họ phù hợp phát triển con đường gì á, thì nó sẽ hơi mông lung và họ sẽ cần một cái người nào đó để mà có thể cùng chia sẻ, hoặc ít nhất chị em mình ngồi nói chuyện ở đây có thể nó sẽ là những cái thông tin hoặc những cái định hướng để cho các bạn có thể tham khảo được. Thì bản thân chị thì chị nghĩ là không có cái cách nào để mình biết cái việc đó đúng hoặc sai nếu mình không trải nghiệm cả. Tức là đầu tiên bản thân mình phải cho phép mình được trải nghiệm. Nhưng trước khi đến với trải nghiệm đó thì như chị sẽ phải, ít nhất chị phải coi thử là mình có được những cái một vài cái tiêu chuẩn nào đó để phù hợp với cái con đường đó hay không. Để chi? Để mình không quá phí phạm thời gian. Em hiểu. Không phí phạm cơ hội. Tại vì sao? Tại vì nếu như mình đang tập trung toàn bộ tâm sức của mình ở đây thì nghĩa là mình đang bỏ lỡ những cái cơ hội xung quanh. Thì mình phải thấy được là nếu như mà mình không thực sự mình ngồi lại mình phân tích coi thử là kỹ năng của mình là gì, khả năng mình làm sao, tính cách mình như thế nào, và mình có thể mình sẽ phù hợp phát triển cái gì. Mình chưa thực sự có một cái bức tranh sơ qua về bản thân á, thì mình sẽ rất khó để mà tìm một cái gì đó nó gần giống với cái mình muốn. Tại vì trong vô số cái nghề nghiệp, vô số con đường, làm sao mình biết được. Và mình cứ mãi đi thử thì nhiều khi nó hết thanh xuân luôn rồi. Đó. Vậy là em hiểu rồi. Có nghĩa là đầu tiên mình vẫn phải xác định những cái tiềm năng và những cái thế mạnh của mình. Chị nghĩ là coi là có phù hợp với cái ngành nghề đó hay không. Rồi sau đó mới tới cái cách của em. Tại vì bản thân em là người khá là lý trí, khi mà em nhảy vô cái là em biết là em muốn cái đó là nó đã hợp với em rồi, thì em sẽ nhảy số luôn. Sau đó chị nghĩ đâu đó em đã hiểu bản thân em rồi. Em khá là hiểu bản thân mình nha. Trong cái sự mơ hồ em vẫn hiểu bản thân mình. Cho chị thấy không, là té mà còn nằm đó mà không dám đứng dậy. Thì cái bước thứ hai là sẽ giống như em, cũng phải cho bản thân mình một cái thời gian đủ để mình hiểu được thật sự là mình có thuộc về nơi đó hay không. Chứ còn nếu mình đã thấy ok rồi mà mình chỉ thử có 2 tuần, kiểu là cưỡi ngựa xem hoa, thì mình sẽ không có học được một cái gì từ đó. Mà nó lại là một cái cách khác
mà mình đang sử dụng thời gian của mình một cách lãng phí tiếp. Dạ đó. Thì vì mình không có đi sâu với nó thì mình thực sự mình cũng chả có học được cái gì từ cái đó cả. Dạ. Thật ra gặp bạn trẻ cũng nhiều. Dạ. Thì chị bản thân mình cũng đã từng là những người trẻ như thế. Dạ, nên mình hiểu. Và mình cũng hiểu, mình cũng sẽ có những cái giai đoạn mình mông lung và mình hoang mang. Dạ. Không hiểu không là mình đang là ai, mình hợp với cái gì. Và mình vẫn phải là cái người đi tìm để mình hiểu được là khả năng của mình nó sẽ nằm nhiều vào lĩnh vực gì, hay là tính cách của mình như thế nào, nó phù hợp ở môi trường làm sao. Dạ. Đó. Thì có thể là trước đó bản thân chị không hiểu quá rõ là chị có cái gì. Nhưng mà khi cái may mắn của chị là gì, chị lại đứng trước cái cơ hội đó thì chị lại phân tích là à, mình có hợp với cái điều này hay không. Mình đang có những cái điều kiện cơ bản không, nó phù hợp tính cách của mình hay không. Và cũng xảy ra trường hợp là chị nghĩ là ok, chị cứ làm đi. Nhưng tới lúc vô rồi chị thấy không hợp. Chẳng hạn như đó lý do tại sao chị ngưng đi diễn một thời gian. Vì chị thấy ồ, sao cái tính của mình nó không có hợp với môi trường này. Tự nhiên sau lúc đó mình lại ngưng. Nhưng sau đó chị lại thay đổi suy nghĩ. Chị lại nói là ủa, cái cách mình làm việc như thế nào, hay môi trường hoạt động làm sao á, thật sự nó một phần lớn là từ phía của mình quyết định và mình chọn lựa. Thì tại sao mình lại áp đặt cho cái nghề nghiệp của mình? Ok, mình muốn phát triển hình ảnh một người nghệ sĩ, một người mẫu, và họ chỉ chăm chỉ làm việc của họ thôi. Yeah. Mình sẽ không quan tâm quá nhiều về những cái thị phi, hay mình sẽ không dựa những cái đó để mình... Thì cái đó là con đường của mình thôi. Tại sao mình phải sợ? Tại sao mình lại nhìn những cái câu chuyện khác xung quanh để mình thấy là ồ, cái chỗ này nó không hợp. Đôi khi nó là do mình lựa chọn và mình sàng lọc. Và cuối cùng thì chị cảm thấy là chị ổn. Khi mình quay lại thì bắt đầu tâm lý của mình vững hơn, nghĩa là mình thật sự hiểu là mình cần phải làm cái gì với cái công việc mình đang lựa chọn, để bản thân mình cũng làm đúng được với cái khả năng của mình, và mình cũng cảm thấy mình happy trong cái công việc của mình nữa. Chứ không phải là mình làm một cách tạm bợ. Đối với chị thì chị cũng không thể chấp nhận việc đấy được. Và chắc chắn là với những người mà cá tính như chị hoặc như em thì mình cũng không thể nào mình làm những việc mà mình không yêu thích. Em sẽ không làm được những cái gì mà em không thích đâu. Chỉ có thật sự là em thích lắm, thật sự là thích nó mới cho em một cái động lực. Chứ thật ra tính em khá là lười. Em làm miếng giả mang luôn á. Không hơi khá nữa, em làm biếng lắm. Chỉ thật sự là cái gì mà thúc được em là em phải mê nó lắm, em phải thích nó lắm, xong em mới bắt lấy được. Chị biết là cái tính của em là ngủ rất muộn. Nhưng mà cái thời mà em làm photographer là em dậy từ 6 giờ sáng, em chụp cho tới 6 giờ tối, sau đó em ngồi chỉnh ảnh, sau đó là em ngủ ngay tại cái bàn máy tính của mình luôn. Nó là khác hẳn con người trước của em. Thì làm sao em có được những cái điều đó? Chỉ có một cái sự động lực, một cái năng lượng nó luôn dư trong một cái đam mê hoặc trong cái sở thích của mình, nó gọi là nó over lên, thì mình mới làm được. Với em là như vậy, không biết các bạn như thế nào. Nhưng mà nếu mình không có đam mê thì coi như là mình không có cái nguồn năng lượng đó, mình sẽ bị gãy pin giữa chừng. Cái việc mà mình làm việc liên tục như vậy và mình làm với một cái mình đam mê á, thì chị thấy đúng là mọi người cứ khuyên đó, lý do tại sao mọi người cứ khuyên ồ vậy thì mình hãy chọn một cái gì đó mình đam mê để mình không có cảm giác mình phải làm việc mỗi ngày. Dạ đúng. Tại vì mình cũng đang enjoy với nó mà. Em với em nhá, suy nghĩ nhá, 8 tiếng. Ôi trời Nam ơi. Qua thăm mẹ hả? Trời. Qua thăm cô Triệu này. Chúc mừng chị Triệu, chúc mừng chị Triệu có một tập podcast sẽ rất là thành công nhé. Trời ơi, nhẹ ngán quá mà cô Triệu đang đánh son rồi. Mình ngửi một cái lấy vía đi. Ngửi một cái lấy vía nha. Đây là đam mê của em hiện tại. Trời ơi, coi cái mặt kìa. Trời ơi. Này là đang ngủ hay đang tỉnh hả em? Vừa ngủ. Ngủ nhưng mà mở mắt đi. Trong mặt là đang không biết là đang ngủ hay đang tỉnh đây này, đang phê phê. Trong mặt là thấy đang phê phê. Tại vì hai mẹ con là có hẹn với nhau là xong cái buổi podcast này sẽ đi sắm đồ, đi mua đồ, đi dạo. Chúc mừng cô Triệu nhá. Dễ ghét quá. Chúc mừng cô Triệu nhá, chúc cô Triệu Triệu sẽ có lớn tham gia tụi nó biết nói xong mình tham gia podcast luôn nha con. Nhiều cảm nghĩ nhá. Sống ở trong một cái môi trường mà bố thì quá là vui vẻ vô tư, còn mẹ thì lại quá là hay suy nghĩ. Chờ. Nó sẽ như thế nào? Nghe nói có một xíu gì đã hơi trách móc nha. Trách móc đi. Em ơi. Trời ơi. Ấy. Trời ơi. Dễ ghét quá. Dễ thương quá. Bữa giờ là thấy mẹ Lucy rất là chăm quay story của Nam Mì.
Đây là bây giờ đang là ưu tiên hàng đầu đúng không? Dạ, ưu tiên hàng đầu. Em không nghĩ là em không nghĩ là bây giờ là em có thể đóng vai một người mẹ tốt như vậy luôn á, tròn vai tới như vậy luôn. Tại vì trước đó là em là một người chỉ cảm thấy happy khi làm việc thôi. Còn bây giờ ngày nào khi mà em nhìn thấy Nami hay là em thấy cái cuộc sống gia đình của em hiện tại á, là em cảm thấy nó xa vời với bản thân em trước kia luôn. Nhưng mà nếu như mình thật sự là không trải qua thì mình không dám tin luôn. Em tưởng tượng lúc em có gia đình nó khác, nhưng mà giờ nó khác lắm. Cái con người công việc của em trước kia nó đã có nhiều góc nhìn rất là khác, các hoàn toàn một số cái về góc nhìn của em về cuộc sống, về mọi thứ luôn. Mà chỉ khi mình thật sự lập gia đình mình mới có cái cảm giác này. Và đến khi mà mình làm mẹ mình mới hiểu được luôn. Em nghĩ trước đó em làm mẹ không phải là em như bây giờ. Những cảm xúc này nó khác như thế nào? Dạ. Nó khác như thế nào? Nó khác là kiểu em chỉ cảm thấy vui khi em được làm việc, khi em được máu lửa, khi em được phải luôn luôn chiến đấu với tất cả những cái gì để đạt được cái ước mơ của mình. Nhưng mà khi có Nami rồi, em mới có cảm giác là thì ra là mình không cần phải chiến đấu, mình không cần phải máu lửa, mình không cần một cái gì đó hết, mà mình cũng có thể hạnh phúc được khi mà nhìn thấy con mình hàng ngày. Mình ôm nó vô như một cái cục năng lượng. Mình đã có thể truyền được những cái sự hạnh phúc qua tới mình luôn. Không nhất thiết là phải giàu hơn hiện tại, không nhất thiết phải thành công hơn hiện tại, và có một cái sự nghiệp thật là wow hơn hiện tại để có thể cảm thấy happy. Mà em đã cảm thấy happy khi được làm mẹ. Nó đủ đầy lắm. Chị hiểu cái chuyện này tại vì bản thân chị thì chưa làm mẹ. Dạ. Nhưng mà chị cũng có cháu. Chị có cháu trước Nami 1 năm. Đó. Thì mình hiểu là mình chỉ là dì nó thôi. Mà mình thấy nó ra đời, mình ôm nó, mình chơi với nó, mình còn vui như vậy. Thì huống hồ chi mình mang nàng đẻ đau nó là con của mình. Thì nó còn nhiều nhường nào nữa. Cho nên là với con nít, chị thấy là nó mang một cái nguồn năng lượng chữa lành rất là lớn. Chữa lành lắm. Tự nhiên nhiều khi mình nghĩ là mình ở ngoài kia mình mệt mỏi quá, nhưng mà về nhà mình thấy nó thôi là mình cũng đã thấy bớt mệt. Là bây giờ là em như vậy đúng không? Em là như vậy luôn á. Mẹ yêu. Trời. Em còn ngủ được không? Mẹ không nói to quá em ngủ không được nè. Ban ngày. Chà. Em yêu. Cái nón của em tuột kìa. Chắc thôi cho em ra nhờ. Em đang kiểu em cho em ngủ đi. Đúng ban ngày là em thức. Em đợi mẹ một xíu nha. Hôn Nami cái coi. Lấy vía, lấy vía. Cái má nè, đựng 2 bịch gạo của mẹ. Hay là hai bịch vàng của mẹ nữa. Hai cục pin của mẹ đấy. Nhìn hai cái má nè, kinh lắm. Không thấy. Đây, bà ngoại ấm em đi. Trả cho bà bãi đi. Bà ngoại với Nami đợi một xíu nha. Ủa tại sao em lại quyết định có Nami bây giờ? Giống như hồi nãy là em có chia sẻ nha, là em không hình dung cái câu chuyện là Nami sẽ cho em một cái cảm giác hạnh phúc như bây giờ đâu. Em không bao giờ tưởng tượng tới lúc đó, tại vì mình chưa làm mẹ thì mình không biết. Em chỉ biết là em hơi quá tuổi. Em hơi quá tuổi. Sau này nếu mà em sanh thì em sẽ sanh khó. Thì em cũng kỳ vọng là nếu mà em có người em yêu mà em có được một cái kết quả tình yêu thì đó là một cái điều gì đó nó rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời trong cuộc sống này. Thêm một điều nữa là em nghĩ về sau này, em đã từng nghĩ tới nhé, em không thể sống cuộc sống chỉ một mình tới cuối đời. Em không biết là sống 2 người, 3 người thì nó sẽ vui đến như thế nào và nó sẽ khổ như thế nào. Nhưng em hiểu bản thân mình là sẽ không thể nào tới 40 tuổi mà mình vẫn còn một mình được. Cứ nghĩ là mình không biết có nó sẽ tốt hơn hay không, nhưng mình biết một điều, mình biết chắc là mình lại không muốn cái điều không đó. Không muốn cái điều là mình một mình. Một mình. Và tới khi mà mẹ mình có thể lớn tuổi hơn, già đi và không có cháu chẳng hạn, thì em cũng
chị nghĩ là cái đó là cái hình ảnh em không có muốn hướng tới. May quá chị của chị có con rồi. Tự nhiên nghe em chia sẻ xong chị cũng thấy hơi áp lực. Ừ em quên nhỉ. nhưng mà không sao không sao, tại vì may quá hả? Chị có cháu rồi em ạ. Thì trước sau gì thì mình cũng sẽ phải có con thôi. Thì nếu như mà mình được có con sớm hơn và được với lại cái người mình yêu nữa thì đó là một điều rất là tuyệt vời, vừa tốt cho sức khỏe mình còn vừa tốt cho con. Thì em suy nghĩ là như vậy. Thế nếu như mà giai đoạn này mà nhỡ như em chưa gặp được người em yêu thì sao? À cái này nhớ em đã từng suy nghĩ tới rồi. Em hình dung cái câu chuyện là mấy năm trước đấy chị, mọi người cứ hỏi em đấy, bạn mình nè là chị với lại mọi người cũng hay hỏi đồ đó, em cũng áp lực đó. Cái em có suy nghĩ là hay là mình làm mẹ đơn thân, cũng đâu có sao, kinh tế mình cũng ổn định và mình cũng ổn mà. Em cũng đã từng nghĩ tới cái chuyện đó, nhưng mà rồi em nghĩ lại, nếu như lỡ mà mình gặp người mình yêu trong cái việc sắp tới thì sao, rồi mình lại có hai bé rồi, vậy thì không biết là mình có đủ cái năng lực để cân đối hay không. Em cũng lại confused về cái chuyện này rồi lại chuyện kia, cân đo đong đếm, tới cuối cùng là em lựa chọn là thôi mình cứ đợi, cũng không có vội, chỉ cần cố gắng tập yoga xong rồi cố gắng chăm sóc sức khỏe của mình đến năm 40 tuổi vẫn ok. Rồi sau năm 40 tuổi nếu như mình vẫn chưa may mắn gặp được thì có thể là mình sẽ nghĩ tới cái việc làm mẹ đơn thân. Thế là em vẫn chờ tiếp. Tức là bây giờ trước khi mình gặp được người yêu mình, thì mình yêu mình trước. Dạ đúng, mình yêu mình trước. Mình phải yêu mình trước. Dạ. Thì Lucy trước giờ luôn là như vậy hay là tới một cái giai đoạn nào em mới bắt đầu yêu bản thân em? Tới một cái giai đoạn là em cũng khá là thất bại và trải qua một số cái cảm xúc không hay về chuyện tình cảm, thì bắt đầu em mới nhận ra chuyện đó. Chứ như em cũng đã chia sẻ với chị là từ đầu em là một người rất là ngây thơ. Em cảm thấy em không phải là ngây thơ hơn quá. Có nghĩa là em cảm thấy là em là một người có cái góc nhìn về cuộc sống nó rất là màu hồng. Em rất là tích cực và rất là màu hồng luôn. Nên là cái việc mà em yêu bản thân em ngay từ ban đầu thì nó chưa có. Thế khi mà em thất bại trong chuyện tình cảm này, em cảm thấy tại sao mình phải nương nhờ vào cái cảm xúc của những người xung quanh mình mới hạnh phúc được? Tại sao mình mới yêu mình mới hạnh phúc được? Mà có cái cách nào mà mình vẫn hạnh phúc mà mình không phải phụ thuộc không? Thì từ đó em mới dẫn dắt em từ từ lên là cho con người em hiện tại. Dù cho em không có ai bên cạnh, em vẫn có thể hạnh phúc được. Chị nghĩ đó là một cái điểm chung của chị với em. Vậy hả chị? Hay kiểu là mình cũng phải, đúng là mình cũng phải cho mình một cái sự độc lập trong cảm xúc một tí. Nghĩa là ok, nếu như có ai đó làm cho tôi hạnh phúc thì tôi biết ơn. Tôi vẫn nhận nhá. Tôi vẫn thích. Tôi biết ơn. Nhưng nếu như không có ai thì tôi vẫn phải tự làm cho tôi hạnh phúc. Và thực sự thì cũng trộm vía, cũng may mắn là thật sự chị chưa trải qua những cái gì để mà nó phải quá gay gớm để mình phải nhận ra là mình bắt buộc phải biết yêu bản thân mình. Rồi người khác mới biết cách yêu mình. Chơi với em á thì chị vẫn thấy là ở em nó có một cái sự lý trí, đương nhiên mình không thể nào mình không thấy. Nhưng mà đâu đó Lucy vẫn là một người rất là bánh bèo. Và đặc biệt yêu vào rồi thì nhiều khi nó lại là một cái kiểu khác nữa. Cho nên là cũng không khó để tưởng tượng ra được là ngày trước Lucy cũng bắt buộc nhiều khi nó phải có những vấp váp đó em mới có những cái gọi là kinh nghiệm sâu sắc á. Chứ nhiều khi với cái tính mình hơi lì nè, lì mình lắm, hơi ưu nè, rồi kiểu cá tính, rồi kiểu là ok fine cũng không sao đâu, là lần sau sẽ lại tiếp tục như vậy. Cho nên là rất may ai cũng sẽ nhận được những cái bài học nào đó phù hợp theo cái khả năng tiếp nhận của mình. Quan trọng là bây giờ mình đang sống tốt hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn. Và thực sự là chị cũng cảm thấy rất là vui vì chị không nghĩ là ngày hôm nay Nami, thứ nhất là Nami lại đến tận đây và chị hứa là thăm cháu. Nhưng mà cũng cả tháng rồi không chưa thăm. Để cháu đến thăm mình. Xong cuối cùng cháu tới tại nơi thăm dì luôn. Mình cảm thấy là may quá, thứ nhất là mình đã được thăm cháu nè. Thứ hai, nếu như mà em ngồi đây em nói là em hạnh phúc lắm, em thế này kia, chị cũng sẽ tin. Nhưng mà mình chưa cảm nhận được.
mà chị cảm nhận rất rõ khi mà em ẩm Nami, em hạnh phúc như thế nào. Dạ. Thì những cái đó nó không cần phải diễn tả bằng lời. Và chị nghĩ là mọi người cũng có thể dễ dàng cảm nhận được chuyện đó. Trước tiên là vui vì em vui. Dạ. Vì cái podcast này làm nên nó thật sự là cũng... Chị không nói chuyện theo kịch bản, chị cũng không có cái gì để mà mình phải ghi nhớ, mình phải dẫn theo cả. Dạ. Cái mà quan trọng nhất chị muốn khi mà khách mời họ đã thật sự họ dành thời gian để đến với mình á, thì đó luôn là những cái người mà chị quý mến rồi. Cái khoảng thời gian 1-2 tiếng này á, mà nếu như mà thật sự chị em có thể chia sẻ được nhiều hơn, bản thân em cởi mở được nhiều hơn, mình chia sẻ được những câu chuyện nhiều hơn, những câu chuyện ngày trước cho mình chia sẻ. Dạ. Thì đó là một cái mà chị rất là trân trọng. Dạ. Thật sự là như vậy, cho nên chơi với nhau rất là nhiều nhưng mà hiếm khi nào nói lời cảm ơn, đúng không? Dạ. Nhưng mà hôm nay rất là cảm ơn Lucy. Dạ. Nói chung là rất là vui vì em đã thực sự là chị cảm nhận là em... Mình không dám nói trước cuộc sống xa hơn nó như thế nào. Dạ. Nhưng mà trước mắt, mình tận hưởng từng giây phút đi. Thì trước mắt cuộc sống của em chị thấy nó khá là bình yên. Dạ. Và mình đã có một cái nơi để mà mình có thể dựa vào. Dạ. Một cái nơi để mình có thể sạc pin mỗi ngày. Đúng không? Có chồng, có con. Chưa chồng, không tính là chồng nha. Tại vì chị phải đợi đi ăn đám cưới thì mới là chồng. Nhớ nha Tuấn Dương, phải đi ăn đám cưới thì mới được gọi là chồng. Chưa bắt nữa trời, chưa bắt qua chưa, cái... Chưa được nha, giám khảo này hơi khó tính. Đó, thì ít nhất là có một nơi để dựa vào. Yeah. Có Nami để sạc năng lượng. Yeah. Và có bà ngoại, có gia đình luôn ở bên cạnh em. Yeah. Và công việc thì mọi thứ vẫn đang tiếp tục để mình luôn luôn chinh phục những khó khăn và ngày một phát triển hơn. Dạ. Thì chị rất là cảm ơn Lucy ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chị. Dạ. Rồi nhưng mà em cũng thật sự là cảm ơn chị cho em cái như là dễ dàng nói ra những cái cảm xúc và những cái suy nghĩ của mình. Thoải mái để chia sẻ, không cần phải lo lắng một cái gì hết. Và em cũng cảm ơn một cái lời chính thức vì chị đã đến đón tay Nami giùm em. Và hiện tại là trộm vía là bé Nami rất là ngoan, hơi gọi là rất là ngoan nhưng mà cũng kiểu là hơi láo một tí xíu. Ê, tự nhiên cái đoạn này không được nha. Không phải láo, cái này gọi là gọi sao ta, lăng hả? Không, trong kiểu nó chị không, chị thấy là Nami nó rất là thái độ nha em. Đó, nó thái độ, trông nó hơi thái độ một tí chị xíu. Chị thấy là chị thấy ngày mà chị vô đón tay là coi như là chị nhắm mắt thôi. Nhắm mắt ngủ là chưa thấy được gì. Nhưng mà tới lúc qua nhà là bắt đầu thấy có thái độ nha. Có thái độ. Trông rất là thái độ và chị thấy chết rồi. Thái độ này mà mai mốt mà lớn lên á, mà ok á, thì Lucy quay lại cảm ơn dì chịu, chứ mà không ok là đi mang vốn. Không, nhưng mà em lại thích là con gái thì lại có cái sự gọi là rõ ràng như vậy. Gọi là thích bế là bế, còn không thích bế là thả xuống, chứ không phải lúc nào bế cũng được. Nami là như vậy nha. Thích bế là phải bế lên đúng thời điểm, đúng là đúng giờ là sẽ đi ngủ đó, xong rồi đúng giờ là sẽ chơi, giờ đó được muốn bế là phải bế lên, mà không muốn bế là thả xuống kiểu vậy. Uống no rồi là không uống nữa, là né kiểu vậy. Là rất là rõ ràng và biết là lựa chọn mình thích cái gì, mình không thích cái gì đó, rất là rõ ràng luôn. Chết rồi, vậy nuôi con mai mốt hơi cực nha em. Hôm nay Lucy đến đây thì chị sẽ gửi một món quà cũng hơi nặng đó. Trời. Wow. Căng nha mọi người. Đã thế em cảm ơn chị chịu nhé. Ok, cảm ơn em đã đến ngày hôm nay và hy vọng là mọi thứ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Yeah. Và chị em mình lại tiếp tục phải có một cuộc hẹn gần nhất nhé. Dạ. Yeah. Tại vì trước khi quay cái này là đã hẹn rồi. Nhưng mà hẹn đâu cả tháng mà vẫn không gặp. Tới lúc đi quay thì mới gặp. Ok. Thì em biết gì là ai cũng bận mà. Không, không sao, miễn mình nhớ về nhau là được rồi. Chắc chắn là nhớ. Chắc chắn là nhớ với mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi TNT Podcast đến giờ phút này. Và Minh Triệu cũng như Lucy xin chào mọi người nhé. Everything glistens and everything's bright. Everyone's happy and smiling.
spirits are light. I am sitting here thinking alone with my drink, as I do this time of the year. Do you remember when love was around, when we were aglow, the talk of the town, when I'm sitting here drinking alone?